Tháng hành động vì trẻ em tháng 6 năm 2024. Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em để trẻ em phát triển toàn diện. Chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước để bảo đảm quyền được sống của trẻ em. Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em mọi lúc, mọi nơi. Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Mỗi người một hành động thiết thực vì trẻ em. Mỗi xã phường một công trình cho trẻ em để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.